Fidel đó nha. Có ủa cứ chọn hả? Ok, cái này. Con được 5.250 người nè. Nha. Được rồi. Dự đạn lắm luôn đây. Rồi giờ chơi chắc một mấy chơi hẳn. Quý. Chơi em chẳng không? Thôi, đi game quá. Thôi, em chẳng đi. Gì? Chơi em chẳng đi này vui quá à. Chẳng nữa thôi nha. Ờ. Ok. Chơi em chẳng nữa, ăn cơm xong chơi vui vui ghép nha. Dạ. Ok. Ăn cơm xong rồi chơi em chẳng đó. Để em quay video đó. Vui nhận vậy? Vui nhận. Cái đó hữu chọn á. Ê, chọn xuống phun lửa đi. Có đó hữu chọn. Đồng đội mừng mà, này đồng đội còn con bên kia đó hữu đừng coi. Rồi Rục Nia biết bắn không? Rục Nia đó. Rục Nia không biết bắn lại không? Bắn nó mà. Trời vậy? Quên nó lên. Hay dữ. Chơi phay phay sắm dây hàng huyền thoại. Đang chơi chung với hơi mày một rồi ngủng hả xuống đờ heo đang chơi phay phay lại phay phay sắm dây hàng huyền thoại đang chơi hỏi nhiều quá rồi thôi đang chơi đang gặp chung với lại chơi game phay phay lại y gây rồi bắn xuống sân cồn vậy đó. Nữa hoặc thôi không hiểu thì thôi bỏ đi. Nó bên kia Huy ơi. Không. Phúc đi đâu rồi? Giờ chơi chung. Trời ơi. Nó dạng dưới kìa. Rồi hiểu rồi. Thì con chọn luôn chén cho băng cha. Một thằng có trời ơi trời cái gì vậy hát cái gì á hát dữ con ông Dũng ơi phi đao nè dùng phi đao nha chỉ cần chém một cái thôi là nó hủ sẽ chết đó phi đao đó nha phi đao mặn lắm đó nói coi chừng nó chém nó mà chém một thằng nè nói thấy không một chém một cái thôi đã chết rồi ok nào chọn mày ở đây nào chọn mày ở đây hôm nào chọn đi kìa đâu hả ơi trời ơi nó kích gì phải trời ơi hay là dùng phi đao đi. Ủa hãy đâu rồi hãy vậy? Trời ơi. Dùng phía đao đi. Nó cho nó mặn. Dùng phía đao đi. Con mẹ đó. Ôi coi kia dùng phía đao đi. Nói rồi. Cô nói rồi mà. Một hàng của bầu, một hàng của chấp gió luôn nè. Ok. Một hàng nè. Cố lên. Thấy chưa, mấy hàng này ngu quá, vô về. Cậu non mà cậu săn lắm. Thấy chưa, con căng hết hai đứa luôn đó. Này. Rồi, anh đúc rồi. Anh đúc, rồi hơn quá, cây ung bi hơn. Ung bi. Hay dùng cây ung bi còn. Rồi. Anh đúc sao chơi đây. Thôi anh đúc biết chơi. Mấy cái này để coi. Mở đây một thằng chết rồi. À mà bị nó bắn. Nó bắn xéo xẹo một phát nha.
hên ha. Nó chạy ra sau nhà mình rồi đó. Gì hả? Ê. Gì hả? Sau nhà mình đó. Đâu nó đâu? Kìa kìa. Chạy đi. Mày một thằng nghe nữa. Cây lục đi nghe sao chơi? Cây ăn đánh sao chơi? Nghe trận này thua quá à, Huy ơi. Trận này thua chắc rồi. Để còn ngắm nó nè, ngắm nó phải cho bằng đường nè. Một thằng mấy rồi. Một con trai. Một bé nữa. Gì trời. Coi chừng nha, con đang coi ông đó. Đang coi đó. Cố lên. Cố lên nha, còn một điểm nữa là thua rồi đó. Đó kia một điểm là thua lại rồi đó. Mày một thằng đua thua một thằng đi ghê. Còn cái công mày chạy đi Huy. Vừa chạy luôn, chạy đi. Ừ chạy đi. Đúng rồi, họ mẹ quấn không đi. Trời ơi, con kêu chạy đi không chịu. Trời ơi. Thôi luôn. Trời ơi. Thôi gì cơm qua. À, ăn cơm. Dạ, Huy có ăn cơm không? Có. Dạ, ăn cơm xong chơi kéo, chơi bê pha kiếp à? Ừ. Trời ơi, trận này thua hoài. Rồi, Huy con có bộ đồ xịn lắm nè Huy. Mới thua con chặn à. Ừ. Huy, con bộ đồ xịn lắm nè. Con mặc vô cái. Ui. Văn chạy. Văn chơi và viết bộ đồ mà. Mà ăn cơm thì thức bắn nữa. Ừ, đi. Khoan đi nhận mấy sao này. Thôi đi. Xuống đây hay vậy?